Hôm nay thì em Chi xin giới thiệu với cả nhà về dòng máy rửa xe cao áp của Oshima MX500 với hai phụ kiện rất là đặc biệt. Đó là đầu tiên là bình xịt tàu bọt nè. Thì sau khi em Chi đã bỏ xà bông vào rồi, bây giờ em Chi sẽ test trực tiếp cho mọi người cùng xem nha. Thì mấy anh thấy rằng với dòng máy của Oshima MX500 chịu được công suất lên đến là 2500W cùng với áp lực làm việc là 123, thêm vào đó là motor 100% là lõi đồng. Đặc biệt là bên em có các phụ kiện như là cần lối dài cũng như là bình tạo bọt, để khi mà mấy anh muốn xịt trực tiếp bọt lên thân xe thì cứ dùng bình tạo bọt này. Và nếu như mà mấy anh muốn mua về dòng máy của Oshima MX500 này thì cứ liên hệ ngay với em Chi nha.